Tối ngày 4 tháng 3, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Melbourne bắt đầu chuyến công du Australia theo lời mời của Thủ tướng nước này. Chuyến đi lần này của đoàn lãnh đạo Việt Nam sang Australia khá là đặc biệt vì nó kéo dài tới tận ngày 9 tháng 3, sau đó thì Thủ tướng sẽ tiếp tục đáp máy bay đến New Zealand và làm việc cho tới ngày 11 tháng 3. Với nhiều sự kiện sẽ được diễn ra, Australia cũng là quốc gia tiếp theo được đồn đoán là sẽ nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên mức cao nhất, chỉ chờ thời điểm thích hợp nữa mà thôi. Vậy cụ thể thì mục đích của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến công du Australia lần này là gì? Những văn kiện nào sẽ được ký kết và Việt Nam sẽ được hưởng lợi ra sao? Mọi người hãy cùng với mình tìm hiểu câu trả lời trong video clip ngày hôm nay nhé. Bắt đầu ngay thôi nào. Trước khi tìm hiểu lịch trình của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Australia và New Zealand thì các bạn phải biết rằng chuyến công du lần này cực kỳ đặc biệt từ cả phía Việt Nam và nước bạn. Điều đặc biệt đầu tiên chính là thời điểm. Năm nay là dịp kỷ niệm 50 năm ASEAN và Australia thiết lập quan hệ, cũng là thời điểm Việt Nam vừa kết thúc một năm kỷ niệm 50 năm quan hệ với Australia và chuẩn bị cho dấu mốc kỷ niệm 50 năm quan hệ với New Zealand. Về phía Việt Nam, đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Chính phủ ta đến thăm Australia và New Zealand trong vòng 7 năm qua, đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến hai nước trên cương vị là người đứng đầu chính phủ. Về phía nước bạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính là một trong ba vị khách đặc biệt của chính phủ Australia. Theo như lời của Đại sứ Úc tại Việt Nam Andrew Goles-Jinsnowski, và đáng chú ý là Australia cũng muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên tầm đối tác chiến lược toàn diện trong dịp này. Và phía nước bạn đang cho thấy họ rất tích cực để thúc đẩy tiến trình, chỉ cần Việt Nam gật đầu nữa mà thôi. Đại sứ Goles-Jinsnowski cho hay đây là chuyến thăm cực kỳ quan trọng, diễn ra ngay sau khi hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao vào năm ngoái. Ông cũng nhắc lại thực tế trong năm 2023 rằng gần như tất cả lãnh đạo quan trọng của Australia đã đến Việt Nam. Và theo nhà ngoại giao này thì điều này cho thấy Australia đánh giá cao tầm quan trọng của Việt Nam cũng như tầm quan trọng của mối quan hệ song phương Việt-Úc mà các bên kỳ vọng sẽ phát triển và được nâng cấp thông qua chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Việt Nam tới Australia. Theo Đại sứ Andrew Goles-Jinsnowski, Australia mong muốn nâng cấp quan hệ song phương với Việt Nam thành đối tác chiến lược toàn diện và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng. Nhìn về cơ hội hợp tác của hai nước, Đại sứ Úc cho rằng quan hệ song phương Việt Nam-Australia phát triển trên mọi lĩnh vực, nhưng có 5 lĩnh vực hợp tác đặc biệt sẽ là trọng tâm của chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đầu tiên là tăng cường hợp tác về chính trị và chiến lược. Việt Nam và Australia chia sẻ nhiều quan điểm rất giống nhau như là tự cường trong khu vực, tôn trọng luật pháp quốc tế và ủng hộ khu vực tự do và cởi mở. Thứ hai là hợp tác kinh tế và thương mại. Úc dự kiến sẽ triển khai một chính sách kinh tế mới dành cho Việt Nam mà hai thủ tướng sẽ công bố. Đặc biệt chính sách này sẽ thu hút thêm đầu tư của Australia vào Việt Nam. Vậy nên đây là một điểm hết sức có lợi cho ta. Lĩnh vực thứ ba là giáo dục. Australia vốn là đối tác quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực này và họ mong muốn hai bên có thể làm được nhiều hơn thế. Cộng đồng người Việt tại Australia hiện đang có khoảng 350.000 người, đứng thứ 5 trong số các cộng đồng sắc tộc gốc nước ngoài tại Australia, trong đó có khá nhiều du học sinh. Có lẽ là một trong những mục tiêu hợp tác giáo dục hai nước sắp tới chính là nhằm vào điểm này. Lĩnh vực thứ tư đó là chuyển đổi năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng Úc Albanese đã công bố gói hỗ trợ 105 triệu đô la hợp tác với Việt Nam để giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi quan trọng này trong chuyến thăm Việt Nam vào năm ngoái. Khi mà Ngoại trưởng Úc đến thăm Việt Nam năm ngoái, phía Australia cũng công bố khoản tiền bổ sung khoảng 95 triệu đô la nhằm tăng cường thích ứng với khí hậu ở khu vực sông Mekong. Hai bên sẽ có nhiều cuộc thảo luận về vấn đề này. Cuối cùng là lĩnh vực chia sẻ kiến thức, đổi mới sáng tạo và khoa học. Hiện tại hai nước đang thúc đẩy hợp tác rất nhiều trong lĩnh vực này. Nhà ngoại giao Úc bày tỏ ông biết bản thân Thủ tướng Phạm Minh Chính dành rất nhiều ưu tiên cho chuyển đổi số và hy vọng rằng sẽ có nhiều ý tưởng hợp tác giữa hai quốc gia sẽ được thúc đẩy sau chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Việt Nam. Để hiện thực hóa tất cả những điều trên thì dự kiến hai bên sẽ ký kết và trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng, thương mại, ngân hàng, tài chính, ngoại giao, giáo dục, tư pháp, khoa học công nghệ. Ngoài ra, đất hiếm cũng là một trong những chủ đề nóng được bàn tới giữa hai nhà lãnh đạo hai nước. Theo như lời của Đại sứ Úc thì, Úc có thể cung cấp cho Việt Nam không chỉ về công nghệ để khai thác đất hiếm an toàn, mà còn theo cách có lợi nhất cho nền kinh tế và cộng đồng. Úc cũng có kết nối chuỗi cung ứng đất hiếm với Hàn Quốc và Nhật Bản, vốn sản xuất nhiều pin, chip máy tính. Do vậy, hợp tác với Úc thì Việt Nam sẽ được tham gia vào chuỗi cung ứng này.
Có thể thấy là chuyến công du lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Úc sẽ mang về rất nhiều những màn hợp tác quan trọng có lợi cho cả hai phía. Những lĩnh vực mà Úc mong muốn hợp tác thì đều là những điểm mà Việt Nam có tiềm năng rất lớn và mong muốn được khai thác. Đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ giữa hai quốc gia để mối quan hệ chính trị được gắn bó hơn là điều rất đáng chú ý. Rất có thể điều này sẽ xảy ra trong dịp đặc biệt lần này. Bên cạnh việc riêng thì lần này Thủ tướng Việt Nam cũng sẽ tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Úc. Quan hệ giữa ASEAN và Australia trong 50 năm qua rất tốt đẹp. Tin cậy chính trị giữa hai bên ngày càng được gia tăng. Hợp tác giữa hai bên ở tất cả các lĩnh vực, bao gồm thương mại, kinh tế, văn hóa, xã hội và các lĩnh vực mới đều đang được triển khai rất hiệu quả. Các nước ASEAN đều đánh giá rằng Australia là một trong những đối tác chiến lược toàn diện mà có nhiều hợp tác thực chất, hiệu quả với các thành viên của khối. Chính vì vậy, hội nghị lần này được kỳ vọng là một dịp tốt để lãnh đạo cấp cao ASEAN và Australia cùng nhìn lại, đánh giá một cách tổng thể quan hệ giữa hai bên trong 50 năm qua, đặc biệt là quá trình triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa ASEAN và Australia được thiết lập từ năm 2021 đến nay. Đồng thời đây cũng là dịp để lãnh đạo hai bên trao đổi, đề ra tầm nhìn, những phương hướng và biện pháp cụ thể để mở rộng hợp tác trong thời gian tới. Dự kiến hai bên, đặc biệt là phía Australia, sẽ trao đổi và đề xuất những sáng kiến hợp tác mới. Do đó, kỳ vọng rằng sẽ có những sáng kiến mang tính đột phá, góp phần tạo thêm nguồn lực và cơ sở để quan hệ ASEAN-Australia phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Trọng tâm của các cuộc thảo luận sẽ là chiến lược kinh tế Đông Nam Á của Australia đến năm 2040, một kế hoạch chi tiết nhằm tăng cường liên kết kinh tế của Australia với khu vực do Thủ tướng Albanese đưa ra vào tháng 9 năm 2023. Sau khi kết thúc chuyến công du Australia, thì Thủ tướng Việt Nam sẽ tiếp tục chuyến thăm chính thức New Zealand. Cùng với Australia, New Zealand là một đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam ở khu vực Nam Thái Bình Dương. Quan hệ Việt Nam-New Zealand là một mối quan hệ song phương có bề dày lịch sử. Năm sau, chúng ta sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với New Zealand. Trong thời gian qua, New Zealand là một đối tác đã hỗ trợ phát triển cho Việt Nam trong rất nhiều lĩnh vực, từ giáo dục đào tạo đến các lĩnh vực về bình đẳng giới, phát triển. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam và New Zealand đã có rất nhiều những hợp tác hiệu quả. Bên cạnh đó, tin cậy chính trị giữa hai bên ngày càng được củng cố. Chúng ta cũng đã đón nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao của New Zealand sang thăm Việt Nam và hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác. Trong chuyến thăm New Zealand lần này của Thủ tướng Chính phủ, hai nước sẽ tiếp tục trao đổi về các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương, trong đó có hợp tác trong những lĩnh vực truyền thống như là thương mại, đầu tư. Đồng thời, trọng tâm hợp tác giữa hai nước cũng sẽ bao gồm các lĩnh vực mang tính gắn kết, giao lưu nhân dân, đặc biệt là hợp tác về lao động, giáo dục, đào tạo, nông nghiệp, nhất là về công nghệ mới trong nông nghiệp và những biện pháp để mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của cả hai bên. Như vậy, tự chung lại có thể thấy, chuyến công du lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ rất dài và nhiều sự kiện sẽ được diễn ra. Hy vọng rằng là sau chuyến công du này, Thủ tướng sẽ mang về nhiều văn kiện hợp tác quan trọng, có lợi cho Việt Nam cũng như các nước bạn và mong muốn nâng cấp quan hệ của Úc cũng sẽ có câu trả lời tốt đẹp nhân dịp này. Bên cạnh chip bán dẫn thì khai thác đất hiếm là ngành công nghiệp tiếp theo được Việt Nam chú trọng đầu tư sau khi nâng cấp quan hệ với Mỹ. Gần đây các nhà đầu tư Ấn Độ cũng đã tới Việt Nam để bàn về cơ hội hợp tác chuyển giao công nghệ lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản, đất hiếm để xuất khẩu. Có vẻ việc Việt Nam thông báo bắt đầu khởi động mỏ đất hiếm lớn nhất vào năm tới đang thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Không ai muốn bỏ qua cơ hội hợp tác đầy tiềm năng này. Đánh hơi được điều không ổn. Mới đây, trang Tao đã cho đăng tải một bài viết có tựa đề: trong lĩnh vực đất hiếm, không chỉ Mỹ mà cả Việt Nam và Ấn Độ cũng thể hiện tham vọng. Bài viết này phân tích những lý do vì sao Việt Nam lại mở cửa với đất hiếm để đón tất cả các nhà đầu tư trên thế giới. Theo họ, đằng sau đó là rất nhiều sự tính toán và kế hoạch đầy tham vọng của Việt Nam. Cụ thể đó là gì? Thì chúng ta hãy cùng mổ xẻ bài viết này nhé! Bắt đầu ngay thôi nào! Mở đầu bài viết là lý giải vì sao Việt Nam được Mỹ chọn chứ không phải một quốc gia nào khác. Người này viết, trước hết là do Việt Nam có trữ lượng đất hiếm dồi dào và nền tảng vững chắc. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ ước tính trữ lượng đất hiếm của Việt Nam khoảng 22 triệu tấn, đứng thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam thiếu công nghệ, vốn và chưa triển khai thành công ngành đất hiếm nên hai nước đã hợp tác ngay lập tức. Quan trọng hơn, Trung Quốc không chỉ xuất khẩu đất hiếm mà còn nhập khẩu đất hiếm với số lượng lớn.
tiêu thụ đất hiếm của Trung Quốc đã vượt quá 60% tổng lượng tiêu thụ toàn cầu và trở thành nước nhập khẩu đất hiếm lớn nhất thế giới. Ngành công nghiệp sản xuất của Trung Quốc vẫn đang tích cực phát triển và nhu cầu của ngành này sẽ còn lớn hơn trong tương lai. Các quốc gia và khu vực ngoài Trung Quốc cần tăng cường khai thác khoáng sản đất hiếm. Trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam ngày càng chặt chẽ, cũng như trong bối cảnh Mỹ mong muốn xây dựng chuỗi cung ứng mới, trữ lượng đất hiếm khổng lồ của Việt Nam sớm hay muộn sẽ được coi trọng. Thứ hai là do Việt Nam mong muốn mở rộng con đường phát triển kinh tế, đặc biệt là thị trường, vốn và công nghệ của các ngành công nghiệp hiện đại do Hoa Kỳ dẫn đầu. Những nỗ lực của Việt Nam nhằm tăng cường khai thác khoáng sản đất hiếm và thèm muốn chuỗi công nghiệp đất hiếm có thể phản ánh rõ hơn lợi ích chiến lược phát triển của nước này. Như truyền thông Mỹ nhận định, nếu Việt Nam xây dựng thành công chuỗi công nghiệp đất hiếm và trở thành nhà cung cấp sản phẩm đất hiếm đáng tin cậy cho Mỹ và các đồng minh, chắc chắn sẽ nâng cao đáng kể vị thế chiến lược của Hà Nội trong lòng Washington và các nước phương Tây. Đó là góc nhìn của Mỹ. Còn với Việt Nam thì họ cũng tham vọng không kém. Việt Nam mong muốn thoát khỏi vị trí đáy trong chuỗi cung ứng toàn cầu, càng sớm càng tốt. Để làm được điều này thì họ phải chú trọng vào sản xuất, khai khoáng, cơ sở hạ tầng và các ngành công nghiệp khác. Theo kế hoạch, ba nước do chính quyền Việt Nam đề xuất, Việt Nam sẽ được nâng cấp thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, nước có thu nhập cao vào năm 2035 và nước phát triển vào năm 2045. Hiện nay, Việt Nam vẫn là một trong những nước có thu nhập trung bình thấp. Họ bắt buộc phải đạt được bước nhảy vọt trong 20 năm tới. Để đạt được điều này, tất yếu đòi hỏi Việt Nam phải chuyển đổi và nâng cấp công nghiệp nhanh chóng, đồng thời chiếm giữ những vị trí quan trọng trên nhiều hướng để đạt được bước nhảy vọt tổng thể. Hàn Quốc có dân số chỉ hơn 50 triệu người, đã trở thành một nước phát triển. Nhiều nền kinh tế phát triển ở châu Âu cũng chỉ có dân số vài chục triệu người. Chỉ cần chiếm giữ những vị trí quan trọng trong một số lĩnh vực là có thể đưa đất nước lên trình độ phát triển dễ dàng. Nếu Việt Nam muốn trở thành nước phát triển vào năm 2045, Việt Nam phải đạt trình độ cao trong chuỗi công nghiệp toàn cầu ở nhiều lĩnh vực hơn Hàn Quốc và các nước khác. Đó là vật liệu mới, năng lượng và hơn thế nữa, vì Hoa Kỳ quan tâm đến việc phát triển đất hiếm nên đương nhiên họ sẽ có thiện cảm với Việt Nam. Ngoài Việt Nam, Ấn Độ cũng thể hiện tham vọng tương tự. Ấn Độ đang tăng cường nỗ lực đảm bảo nguồn cung khoáng sản quan trọng và đất hiếm. Hy vọng đạt được nguồn cung ổn định và đáng tin cậy trong lĩnh vực robot, internet, trí tuệ nhân tạo và các ngành công nghệ cao khác bằng cách phát triển năng lực công nghệ khai thác mỏ của riêng mình. Bị thu hút bởi các nước phương Tây, Ấn Độ đã gia nhập vòng tròn đối tác an ninh khoáng sản do Mỹ dẫn đầu. Sandeep Arya, đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đã ngỏ lời đề nghị tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nhiều ngành, trong đó có du lịch và công nghiệp đất hiếm, để thúc đẩy thương mại. Đó là toàn bộ bài viết trên trang Tao, những mục tiêu mà Việt Nam đặt ra đối với đất hiếm mà tác giả vừa kể ra là không sai. Việc Việt Nam có trở thành một nước phát triển vào năm 2045 hay không, dĩ nhiên phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng đất hiếm đang là một trong những lĩnh vực chủ chốt thúc đẩy quá trình đó. Điều này đã được thể hiện rất rõ ràng trong buổi làm việc giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Nishimura Asutoshi mới đây. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu rõ, với mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập bình quân cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Trong các lĩnh vực trọng tâm được nêu ra, có khảo sát, khai thác, chế biến, sản xuất các nguyên vật liệu mới. Đây chính là cách nói khác của việc Việt Nam và Nhật Bản sẽ đẩy mạnh hợp tác, khai thác và tinh chế đất hiếm. Công nghệ này sẽ giúp Việt Nam đạt được những mục tiêu kinh tế mà chúng ta đã đề ra. Vậy tại sao lại là đất hiếm mà không phải một loại khoáng sản nào khác sẽ thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam đi lên, đạt được mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045? Câu trả lời rất đơn giản, đất hiếm là vũ khí chiến lược của Việt Nam ta. Nói đúng hơn là cả thế giới đều công nhận điều đó. Đất hiếm có rất nhiều ứng dụng, đặc biệt trong những thiết bị quan trọng và đắt tiền. Các mỏ đất hiếm là nguồn tài nguyên thiên nhiên rất có giá trị. Vậy nên, chúng được xem là vũ khí chiến lược của các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia có trữ lượng đất hiếm lớn như Việt Nam. Nhật Bản là quốc gia nhập khẩu đất hiếm nhiều nhất từ Trung Quốc, chiếm 60% sản lượng. Mỹ là khách hàng lớn thứ hai khi nhập khẩu 20% đất hiếm từ Trung Quốc.
Hàn Quốc và một số quốc gia châu Âu thường phải nhập khẩu 6% đất hiếm từ Trung Quốc. Chính điều này đã giúp Trung Quốc tạo được áp lực với các quốc gia khác bằng chiêu bài hạn chế xuất khẩu đất hiếm để bảo vệ nguồn tài nguyên và môi trường. Nhiều quốc gia cũng đang tìm kiếm những nguồn cung đất hiếm khác ngoài Trung Quốc. Việt Nam là một trong những quốc gia có trữ lượng đất hiếm lớn, hoàn toàn có thể tham gia vào chuỗi cung ứng đất hiếm trên toàn cầu. Nhìn chung, các nguyên tố đất hiếm ngày càng trở nên quan trọng và không thể thiếu trong việc phát triển các sản phẩm công nghệ tiên tiến. Do vậy, các nguyên tố đất hiếm có thể được xem là vũ khí chiến lược của các quốc gia có trữ lượng lớn trong thế kỷ 21. Một số đại diện nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài đã thừa nhận những khó khăn trong việc hình thành một trung tâm đất hiếm ở Việt Nam, nhưng lại duy trì quan điểm với tiềm năng của mình, Việt Nam có thể trở thành một mắt xích đầy tiềm năng trong chuỗi cung ứng. Với sự quyết tâm của cộng đồng các nhà khoa học, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các tổ chức nghiên cứu, các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp, nhất định chúng ta sẽ chủ động được công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác và chế biến sâu đất hiếm, phục vụ nhu cầu sử dụng trong nước, hướng tới xuất khẩu một cách hợp lý, hiệu quả, đảm bảo môi trường, qua đó khẳng định được vai trò nền tảng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển ổn định, bền vững của đất hiếm Việt Nam. Với chip bán dẫn và đất hiếm thì mục tiêu trở thành nước phát triển của Việt Nam là hoàn toàn khả thi. Việc này sẽ rất có ý nghĩa với chúng ta bởi vì đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam sẽ là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển thu nhập cao. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nhiều thách thức khó khăn nhưng cũng mở ra không ít cơ hội. Với tầm nhìn xa, hoài bão lớn, quyết tâm cao, tin chắc rằng Việt Nam sẽ làm được.